khoa học nó gọi là mít trăng gai. Chào cả nhà ha. Thì hôm nay mình sẽ ăn thử cái mít mà mình gọt mình bỏ tủ lạnh trong ngày hôm qua, xem như thế nào ha. Thì mít gọt bỏ tủ lạnh á thì mình không có gọi là gọt banh chành gì hết, mình gọt từng miếng vậy nè. Đó, bộ miếng mình phân thành từng miếng vậy thì nó miếng nào mình lấy miếng nấy. Nó đỡ cái hư. Nếu các bạn mà gọi là mà các bạn gọt cái hết luôn á, để trong nó rất là dễ hư và nó sẽ bị kiểu này nó nhớt lầy giống như nước. Tôm nước nè, rồi giống vậy nè. Thì cái này nó tôm chỉ lớp ngoài thôi thì mình có thể gọt bỏ, ở trong mình vẫn ăn được bình thường. Còn nếu các bạn gọt hết thì nó tôm kiểu này thì hầu như mình sẽ bỏ hết, mình không thể nào mình ăn kịp được với cái số lượng mít như thế này. Trời, nó còn mũ gì vậy? Đi ăn trước thôi nè. Cái này mình gọt bỏ cái cùi nha, gọt bỏ cái cùi sau đó mình gọt ra. Còn cái miếng nào á, cái miếng nào sờ á nó bị ướt quá ngoài đây nè thì bên thay mình gọt bỏ luôn, gọt bỏ cái lớp nhỏ ngoài thôi. Đây là nước hoa đậu biếc, hoa đậu biếc. Ngon chưa? Bỏ chung với chuối luôn đi. Miếng này cũng ngọt, dễ sợ ngọt luôn. Ăn vậy nó không có bị ấy ha, không bị hư. Mình mà làm biến mình lột quả sẵn để lạnh là hư hết. Ôi nè, cái muối nè, cái đó là kia sơ, cái sơ nè, cái sơ mít mà nó dày nè, thấy ghê không? Ngon cực kỳ luôn. Có tét hộp rồi không? Có thôi, ai ăn thì ấy đừng tét lên lâu. Ngọt ghê, ngon vậy chứ. Ông nhận mít của ông Nguyễn ngon ghê. Đúng rồi, ăn một muối là muốn ăn hoài luôn á. Ngon kinh khủng. Hộp mít này không dục mình giữ lại mình luộc ăn cũng được, cũng ok lắm. Hộp bánh này cứng, hộp bánh này già. Cái này cái muối này, mít Thái hay là mít, nó gọi là tên khoa học nó gọi là mít trăng gai. Tên khoa học ít thôi kìa, mình để cho có gì ngon quá, ngọt ngay luôn trời. Con mít mình tưởng nó ngậm cục đường. Quá thì bỏ tủ lạnh nó còn ngọt hơn lúc chưa bỏ tủ lạnh nữa, tại vì nó có cái chất lạnh á. Nó ngọt mà cố, ngọt mà ngon hơn qua luôn. Nó lạnh mà qua thiếu lạnh ăn không ngon này, chính xác luôn. Sơ nữa mà ăn ngọt, để sơ nữa. Sơ mít mà ăn từng miếng sơ luôn đó rồi. Giả măng gợn hết miếng này, cỡ miếng này nữa còn trong tủ lạnh nha. Một trái bỏ lạnh ăn tính là 3 bữa ăn hết luôn trời. Qua bữa thứ nhất là bữa đầu tiên, bữa thứ hai là ăn 2 miếng này, còn dẫm 2 miếng gì nữa, 2 miếng nữa mà cho hết miếng à? Rồi hết luôn. Chứ dở lên sợ nó rung cái ấy. Hai nguyên chồng gáo nước. Đó. Thường á mấy lần trước là mình sẽ lột ra như thế này nè, để lột như vậy cái bỏ tủ lạnh không á, là mình lột luôn cái hộp ở trong dục ra luôn, bỏ tủ lạnh luôn. Rồi kết quả là nó ăn nó hư hết trơn. Còn nó hư hai là nó bị nước vô á, có á trái bị chua chua ghê lắm, nên lần này rút kinh nghiệm để nguyên vỏ vậy đó, ăn khi nào ăn thì lột ra. Ôi, ngọt như tẩm đường trời. Sơ. Những trái mít mà chích cây ngọt như thế này á, ăn sơ rồi cũng được, sơ nó ngọt ngay luôn. Mít này á là mít chín cây cũng nha. Nhưng chín cây này chỉ có quê mới có à. Thường trên phố là mít nó chưa chín là bị hái rồi, ít có chín cây đó. Chính là vừa chín ăn luôn á. Cái mấy trái chín này mà bị chín quá, mang ăn cũng ngon, chín quá nó bị bở trong nha. Cái này đâu ngon. Ok, vậy mình vừa chia sẻ các bạn là cái phương pháp mà gọi là để trái cây nhất là mít đó, là để thành miếng vậy nè, bỏ tủ lạnh, sau đó các bạn đem ra ăn thì nó sẽ rất là ngon, nó không có bị ướt hay là bị hư muối gì hết, còn nguyên si hết. Đó. Khi nào ăn chúng ta lột thì chúng ta bảo quản được lâu hơn, còn nếu mà chúng ta lột sẵn á, thì hầu như chúng ta để không được lâu, nó rất dễ là bị hư hỏng và ăn nó không ngon. Đó. Video này kết thúc nha, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào, hẹn các bạn trong video sau nha.